Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Xe với chủ đề bệnh lý phổi mô kẽ cơ bản. Chúng ta tiếp tục với chủ đề bệnh lý phổi mô kẽ cơ bản với phần 7 là LIP và PPFE. Rồi chúng ta tiếp theo với hai cái nhóm bệnh lý mà hiếm gặp. Hiếm gặp thì các bạn có thể xem cho biết cũng được ha. Rồi thứ nhất là cái lymphoid, có nghĩa là viêm phổi mô kẽ mà lắng động lympho bào, thì như vậy cái lympho á, đây là cái bệnh lý lắng động lympho bào trong phần mô kẽ mà lan tỏa. Thường cái này thì cái diễn tiến từ từ thôi và trong khoảng chừng vài năm, và nó sẽ triệu chứng của nó sẽ là đầu tiên là ho, triệu chứng chính là ho, và cái khó thở thì nó tăng dần, khó giả tăng dần từ từ chậm chậm thôi ha. Lâm sàng thì tuổi cũng là 50-60, nữ nhiều hơn nam. Diễn tiến từ từ, liên quan tới hút thuốc lá thì không. Cái diễn tiến mà nó tử vong trong, có nghĩa là tử vong trong 5 năm là từ 30-50%. Cái đáp ứng với cái steroid thì nó tốt, nó khá đáp ứng với steroid ha. Và trong những cái yếu tố lâm, mặc dù là bệnh này hiếm này, nhưng mà mình thấy là những cái nguyên nhân mà để gây ra nó thì nó rất là nhiều ha. Rất là nhiều các bạn ha. Rồi các bạn xem thêm cho biết là thì cũng gần gần giống như nó ở đây, nhưng mà ở đây tôi nhắc một số cái nó hơi khác biệt chút xíu, đó là liên quan tới suy giảm miễn dịch. Và đặc biệt là đây là hình ảnh mà suy giảm miễn dịch, thì thường cái trong cái S á, suy giảm miễn dịch mà S á, thì nó hay gặp ở cái trường hợp là những cái bé mà nó nhờ dưới, như vậy những em bé, vậy nó hơi khác chút xíu là phần lớn là ở người lớn thôi thì nó có cái dạng này, nhưng mà riêng là đối với suy giảm miễn dịch thì nó có thể gặp ở trẻ em. Thì cũng là dạng là viêm phổi mà lắng động, cái viêm phổi mô kẽ mà lắng động lympho bào. Ở đây xin nhắc lại chút xíu là nó trong cái viêm phổi mô kẽ lắng động lympho bào này có liên quan tới phần suy giảm miễn dịch. Hình ảnh của viêm phổi mô kẽ lympho bào thì thực ra thì nó cũng không có gì đặc hiệu hết. Nó thấy là đây là chúng ta cũng có dạng kính mờ, rồi các cái dạng mà nốt kính mờ, nốt mà kính mờ mà không, những cái nốt trung tâm tiểu thùy nhưng mà nó không có giới hạn không rõ, thì cái kiểu này cũng là hay gặp trong cái HB chẳng hạn, hoặc là nãy chúng ta cũng có là bronchio, cái viêm phổi viêm tiểu quản hô hấp nó cũng có dạng nốt trung tâm tiểu thùy, rồi cái hypersensitivity pneumonitis nghĩa là viêm phổi tăng cảm nó cũng có cái nốt này, thì cái này cũng không đặc hiệu. Rồi cái những cái nốt dưới màng phổi cũng không đặc hiệu, những cái dày vách giang tiểu thùy cũng không đặc hiệu ha. Rồi chúng ta có dày quanh phế quản mạch máu cũng cái này cũng không đặc hiệu. Chúng ta có thêm một số cái tổn thương như là dạng nang đó. Và chúng ta có cái phần hạch to. Rồi thì cái phần tổn thương dạng nang này thì như vậy, chúng ta có cái phần tổn thương dạng nang này nè, là một cái tổn thương cũng khá, như cái phần tổn thương dạng nang chính là cái phần để chúng ta chẩn đoán phân biệt nè. Như vậy trong cái phần tổn thương dạng nang đó thì mình sẽ có ít cái tổn thương dạng nang mà nó nhiều quá thì chúng ta thấy ít lắm. Thì trong tổn thương dạng nang mà của LIP đó thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân gây tổn thương dạng nang ha. Thì cái tổn thương dạng nang thì chúng ta sẽ có là LIP nè, tổn thương viêm phổi mô kẽ lympho bào nè, LCH. LCH là tế bào lan gây hăng đó. Hoặc là chúng ta sẽ có cái dạng lymphangiome leiomyomatosis, thì như vậy cái đó nó sẽ những cái loại đó thì dạng tổn thương dạng nang, và cái tổn thương dạng nang thì chúng ta biết là cũng thực ra thì cái đó cũng ít gặp, thành ra người ta mới nói là khi mà cái tổn thương dạng nang thì là một trong những cái giúp chúng ta cho nó phân biệt nè, còn những cái dạng này thì nó không điển hình lắm ha. Rồi đây là hình ảnh của một cái viêm phổi mô kẽ mà lắng động tế bào lympho, thì ở bệnh nhân nữ, bệnh nhân nam 75 tuổi mà có tiền sử là S, như vậy có suy giảm miễn dịch. Như vậy một trong những cái nghĩ tới cái LIP đó là cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch ha. Còn tất nhiên nếu mà nằm trên nhà bệnh lý khác thì gần như mình khó phân biệt. Rồi suy giảm miễn dịch này chúng ta thấy ha. Đây là mình thấy là có hình ảnh kính mờ hai bên ha, và kèm theo các cái nốt nhỏ 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 không có đều ha. Kính mờ. Rồi tương tự thì bệnh nhân này cũng suy giảm miễn dịch, và mình thấy có những cái nốt phân bố theo, mình thấy phân bố này phân bố gì các bạn.
Nốt này thì chúng ta thấy rất là dễ dàng ha, chúng ta thấy đây là một cái phân bố. Mình thấy là cái phân bố này là phân bố thứ nhất mình thấy phân bố trên màng phổi nè, và theo cái phế quản mạch, theo cái bó mạch nữa, cái quản mạch máu nữa, thì đây chính là cái kiểu phân bố mà của cái quanh phế quản mạch máu ha, peri-lymphatic, quanh mạch bạch huyết đó, peri-lymphatic. Như vậy thì cái kiểu peri-lymphatic mà kiểu nốt như vậy thì chúng ta sẽ nó phân biệt với sarcoidosis, nó phân biệt với các sarcoidosis. Rồi ở đây trong trường hợp này có suy giảm miễn dịch thì đây ở một đứa trẻ nè, chúng ta thấy đây là một đứa trẻ nè ha, và có suy giảm miễn dịch thì như vậy thì chúng ta thấy đây những cái nốt này nằm trên cái rãnh rãnh liên thùy nè, và cầm theo những cái nốt theo của quanh mạch máu, thì cái này là dạng của cái lymphatic. Như vậy thì cho nó phân biệt với lại sarcoidosis ha. Nhưng mà ở đây có bệnh nhân là có suy giảm miễn dịch mà là mấy đứa trẻ đó, thì cái này nghĩ tới NIP cũng cũng là một khả năng ha. Như vậy thì tổn thương của nó là tổn thương kính mờ nè, và là tổn thương nốt đó các bạn ha. Rồi tổn thương nốt, rồi hồi nãy tổn thương nốt thì cũng tương tự nãy gì chúng ta mô tả thôi, phân bố theo cái peri lymphatic. Thì chúng ta có là peri lymphatic distribution ha. Rồi thì cho nó phân biệt với lại cái cho nó phân biệt với lại cái sarcoidosis là một, thứ hai là các cái lymphangitis spread of carcinoma. Rồi nhưng mà qua hình này thì nó hơi đặc biệt chút xíu, thì mình thấy những cái tổn thương nó kèm theo là các cái tổn thương mà dạng nang mà ở thùy trên ha. Đây tổn thương mà dạng có tổn thương dạng dạng nang nè, những cái tổn thương cái chứa khí ha, nằm ở thùy trên, và đây là cũng vậy, tổn thương những cái dạng nang ha. Cái này thì nằm đáy phổi, cái này nằm ở đáy phổi ha. Và cũng là một số cái nang nằm phía ngoài này. Như vậy thì nếu mà trong trường hợp mà nó có những cái tổn thương nang ha, những tổn thương nang thì mình nhớ về cái viêm phổi mô kẽ, thì mình có cái viêm phổi mô kẽ của cái lắng động tế bào lympho, thì nó cũng có cái tổn thương dạng nang này ha. Thì nói chung mà cái tổn thương đa nang kiểu này thì nó cũng ít cái bệnh lý lắm, thành ra nó cũng là một số nhóm để mà cho chúng ta gợi ý thêm ha. Thành ra là mình thấy bởi vì người ta mới nói là tổn thương nang là một cái tổn thương mà dùng để cho nó phân biệt. Còn nếu mà như kính mờ và dạng nốt vậy đó đơn thuần thôi thì mình cũng không có dám chẩn đoán liền, bởi vì cái bệnh lý này là nó tương đối nó hiếm ha. Thì mình sẽ chẩn đoán những cái bệnh lý khác trước, còn bệnh lý này sẽ là cho nó phân biệt thôi. Rồi tiếp theo là cái pleuroparenchymal fibroelastosis. Hôm nay xin lỗi là tôi cũng chưa tìm được cái tiếng Việt dịch cái này như thế nào nữa, tạm thời dùng tiếng Anh đi ha, khi nào có cái phần tiếng Việt dịch như thế nào tôi sẽ bổ sung thêm trong phần dưới video. Thì đây đó là cái nó bao gồm những cái thể là gồm có sơ hóa ha, sơ hóa các cái sợi đàn hồi ở mà liên quan tới phần của phế quản, xin lỗi, liên quan tới màng màng phổi ha, và dưới màng phổi, và kèm thêm cả là cái phần của cái nhu mô dưới màng phổi. Như vậy thì chúng ta thấy cái tổn thương này là tổn thương sơ hóa của các cái sợi đàn hồi mà liên quan đến màng phổi và cái phần của nhu mô mà dưới dưới màng phổi mà trong phổi. Như vậy thì cái tổn thương này sẽ nằm ở ngoại vi và sơ hóa, và thường nó sẽ tập trung, nó ưu thế là ở cái thùy trên, và đây cũng là một tổn thương hiếm gặp. Thì cái tuổi khoảng là từ 50 đến 60 tuổi và không có ưu thế về giới, và chúng diễn tiến cũng từ từ. Cái phần liên quan tới hút thuốc lá thì chưa rõ, và tỷ lệ tử vong là từ 40 đến 60%, cái này cũng khá cao, đáp ứng với steroid thì nó kém. Thì chúng ta nãy nghe cái từ định nghĩa thì vậy, đó là sơ hóa sợi đàn hồi mà ở màng phổi và cái tổn thương dưới nhu mô, cái phần của phần nhu mô phổi mà dưới màng phổi, thì như vậy chúng ta thấy là nằm ở phía ngoại vi ha. Thì chúng ta sẽ có gì đó là các cái tổn thương dạng lưới nằm ở phía là dưới màng phổi nè, rồi dày màng phổi, rồi ưu thế là ở thùy trên ha. Mà nếu mà trong trường hợp nó phối hợp cả ba cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán được ha, nếu phối hợp luôn cả ba cái này, dày màng phổi và cái phần của các cái định dạng lưới mà dưới màng phổi ha. Rồi một số trường hợp thì nó có thể nó có cái co kéo của vùng rốn phổi lên trên ha, và chúng ta có honeycomb thì nó không đặc trưng của cái này lắm, nó có thể gặp. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy đây đây là cái chẩn đoán là cái chẩn đoán là PPFA và vô căn, thì mình thấy đây là các cái tổn thương mà dạng dạng tổn thương dạng đường. Tổn thương dạng cái này thực ra thì nếu nhìn này các bạn hay đọc đông đặc, nhưng mà cũng nếu nhìn kỹ đây thì là các cái dạng đường thôi, các cái dạng sơ hóa nè, dạng đường, và nó nằm ở ngoại vi là một ở phía trên nè,
Ở đây ngay chân cái vị trí của cắt ngang qua cái phần của khí quản các bạn ha, trái tròn vo nè. Cái tổn thương lưới ha, ở thùy trên ha. Rồi. Và cái màng phổi nó dày ha, màng phổi này chúng ta thấy những vị trí là màng phổi nó dày lên. Rồi. Ở đây là vị trí phần thùy trên nè, mình thấy nó cũng dày ha. Dày màng phổi và chúng ta sẽ có các cái tổn thương ở ngoại vi ha, dày dày bách gian tiểu thùy ha, ngoại vi. Và nhìn thấy trên mặt cắt Conan thì cho chúng ta thấy đây, đây vị trí của ưu thế là ở thùy trên nè và phía ngoài ha, ưu trên phía ngoài kèm theo có giãn phế quản co kéo nữa nè. Và cái phần của cái rốn phổi nó bị kéo lên trên ha, nó là do sơ hóa chỗ này nó sẽ kéo lên trên. Rồi. Thì cho nó phân biệt của chúng ta là các cái sơ hóa phổi mà mang yếu tố gia đình, bệnh lý phổi mô liên kết, bệnh lý mô liên kết, rồi các cái trường hợp là sarcoidosis mà dạng sơ hóa và viêm cái phần viêm phổi tăng cảm mà mãn tính ha. Rồi chúng ta đã lượt qua được các cái bệnh lý phổi kẽ ha. Thì ở đây các cái bảng, ở đây có một số cái bảng để chúng ta so sánh lại này, cũng nói lại những cái đó thì các bạn có thể tham khảo thêm trong cái phần nữa tôi sẽ gửi các bạn bài bài giảng ha. Rồi. Rồi các bạn có gì thắc mắc thêm về cái phần bệnh lý phổi kẽ này không các bạn? Rồi nếu các bạn không có gì thắc mắc thêm nữa thì chúng ta tiếp tục với một số bệnh lý khác. Cái này thì không có phải là bệnh lý, mình sẽ xếp cho một số cái nguyên nhân khác các bạn ha. Nội dung của video đến đây là hết. Các bạn có thể để lại bình luận và các thắc mắc của bạn bên dưới video. Và cũng đừng quên subscribe, like và share cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.